Hello Hi. Chào cô. Okay, how are you today? I'm good today. Okay, very good. Mày nhớ ôn tập từ mới cho con. Rồi ạ. Okay, cô hỏi một chút về từ mới nha. Cô hỏi này, bữa sáng đang là gì con? Bữa sáng tiếng Anh sẽ là breakfast. Tiếp theo cô hỏi là háo hức tiếng Anh là gì? Anh ạ. Excited. Rồi, rất tốt. Rồi, tiếp theo nặng tiếng Anh là gì? Nặng tiếng Anh là heavy. Heavy, đúng rồi, rất tốt. Cặp sách tiếng Anh là gì? Cặp sách là school bag. Đúng rồi, ok, rất tốt. Được chưa? Nào, hôm nay mình sẽ làm tiếp bài tập nha con. Ok. Mình sẽ đến với bài số 2. Listen and read the following poem. Poem này đây là bài thơ nhá. Poem trong tiếng Anh nghĩa là bài thơ. Được chưa nào? Nào bây giờ con đọc cho cô nào. Poem. Poem. Bài thơ. Nào. Ok. Được rồi. Ghi từ poem vào vở đó con. Poem. Con xong rồi ạ. Ok, đọc cho cô nào. Poem. Poem. Ok. Nào bây giờ mình sẽ nghe bài thơ này và mình sẽ đọc lại nhá. Được chưa? Nào, con nghe trước này. Activity 2. Con nghe thấy chưa? Listen. Rồi ạ. Read the following poem. Get up, Nam. Get up, Nam. You're going back to school. Your friends are going back to school too. The new school year starts today. You've got nice shoes. You've got new pens. Your friends are on their way. Nghe lại lần nữa nha. Activity 2. Listen. Activity 2. Listen and read the following poem. Get up, Nam. Get up, Nam. You're going back to school. Your friends are going back to school too. The new school year starts today. You've got nice shoes. You've got new pens. Your friends are on their way. Ok, nào, được rồi, bây giờ cô sẽ đọc và sau đó con sẽ đọc theo cô nhá. Được chưa nào? Get up, Nam. Cô đọc trước, sau đó là con sẽ đọc theo cô. Được chưa? Get up, Nam. Get up, Nam. You are going back to school. Your friends are going back to school too. The new school year starts today. You've got nice shoes. You've got new pens. Your friends are on their way. Nào, cô dịch nhá. dậy đi Nam, bạn sắp bạn chuẩn bị trở lại trường rồi, các bạn của bạn cũng trở lại trường. Năm học mới bắt đầu vào ngày hôm nay, bạn sẽ có một chiếc
một đôi giày mới, một đôi giày đẹp và bạn sẽ có những chiếc bút mới. Bạn của bạn cũng đang trên đường đến trường. Được chưa nào? Nào bây giờ con đọc theo cô nhá. Get up now. Get up now. Get up now. Get up now. You are going back to school. You going back to school. Your friends are going back to school too. Your friends are going back to school too. The new school year starts today. The new school year starts today. Okay. You've got nice shoes. You got nice shoes. Shoes, không phải chua. Shoes. Shoes. Su có S ở cuối con. Shoes. Shoes. You've got new pens. You got new pens. Your friends are on their way. Your friends are on their way. On their way. On their way. Được chưa? Được chưa? Đây là một bài thơ. Được chưa nào? Nào, tiếp theo nhá. Con hãy làm bài tập số 3 cho cô. Bài tập này thì con sẽ xem những cái bức tranh và chọn từ, các từ A, B, C, D, E, F, G, H, I và Z để điền vào chỗ trống. Được chưa? Được chưa? Còn từ nào mà con không biết thì con để lại. Còn từ nào con ghép được thì con cứ ghép nhá. Con viết những cái từ vào trong chỗ trống từ 1 đến 10. Con có hiểu không ạ, Khánh Linh? Có. Ok, con làm đi. Làm xong Khánh Linh bảo cô nhá. Vâng.
Con thưa cô, con làm xong rồi ạ. Ok, nào, mình đọc đáp án cho cô nhá. Câu số 1 con điền là gì? B. Câu số 1 đây Khánh Linh. Câu số 1 con điền là B ạ. B. À, đây cô nhìn thấy đáp án rồi, bây giờ cô nhìn thấy. Nào, B. Pencil sharpener. Sharp. Ok. Cái này có nghĩa là gì ạ Khánh Linh? Cái này có nghĩa là gọt chỉ. Đúng rồi, nào đọc cho cô nhá. Pencil sharpener. 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 Pencil sharpener. Ok. Câu số 2 con điền là E. Compass. Đúng rồi, chính xác. Đọc cho cô nào. Compass. 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 Rồi. Câu số 3 là G. School bag. Chính xác. 4 là D. Rubber. Chính xác. 5 là C. Calculator. Chính xác. Câu số 6 là E. Pencil case. Chính xác. Câu số 7 là F. Notebook. Đúng rồi. Câu số 8 là bicycle. Đúng rồi. Câu số 9 là ruler. Và câu số 10 là textbook. Đúng rồi. Nào bây giờ Khánh Linh đọc các từ này cho cô nhá. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Câu số 2, compass. 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 School bag. School bag. Rubber. Rubber. Calculator. Calculator. Pencil case. Pencil case. Notebook. Notebook. Bicycle. Bicycle. Ruler. Ruler. Textbook. Textbook. Nào đọc lại. Textbook. Textbook. Ok. Đợi cô một chút. Tiếp nha. Nào chúng ta sẽ đến với quiz show. Đây là một bài về câu hỏi thôi. Nào có nhìn vào hình ảnh này, nó là music hay là information technology? Con chọn đi, cho đáp án nào. Nghe hai. Bên dưới ạ. Đúng rồi, chính xác, rất tốt. Đúng rồi. Nó là information technology. Được chưa nào? Nào information technology, Khánh Linh có biết là gì không? Nào, nghe cho cô nhá. Information technology. Đó là công nghệ thông tin. Được chưa? Ghi vào vở đi. Công nghệ thông tin. Đây là môn học ấy. Cũng có thể là một cái ngành học. Được chưa? Ghi đi con. Công nghệ thông tin. Xong. Đi xong chưa con? Rồi ạ. Ok, đọc cho cô nào, đọc lại nhá. Information technology. Information is technology. Information technology. Information technology. Information technology. Rồi, tiếp nhá. Rồi, con chọn đáp án gì? Một hay hai?
này là một ạ. Một, chính xác. Đúng rồi. Thế tại con có biết physical education là gì không? Không ạ. Chọn vừa đúng hả? Physical education, đây là môn thể dục, được chưa? Education, môn thể dục. Đọc cho cô nào. Physical education. Physical education. 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 Đọc lại. Physical education. Physical education. Lại đọc gì đấy hả Khánh Linh? Physical education. Đọc lại. Physical education. Rồi. Tiếp theo science. Science có nghĩa là science. Khoa học. Khoa học. Science. Được chưa? Đọc lại hai từ này nhá. Physical education. Physical education. Science. Science. Nào, đọc ghi vào bảng cô hai từ này nhá. Mình Linh ghi đi. Con cho cô có xong rồi. Nào, đọc lại cho cô nhá. Physical education. Physical education. Và science. Science. Ok, rất tốt. Tiếp nhá. Nào, con cho đáp án gì? Music. Đúng rồi, con này dễ rồi đúng không? Được chưa? Rồi, câu này con chọn gì? Câu này con chọn cái này là một ạ. Art, đúng rồi, là môn mỹ thuật đúng chưa? Rất tốt. Tiếp theo con chọn gì đấy? Con chọn là hai ạ. Hai. Đúng rồi, chính xác. Portuguese. Con có biết Portuguese là gì không? Portuguese là không biết. Ok, Portuguese ở đây là tiếng Bồ Đào Nha. Nghe bỏ đi con. Portuguese. Đọc cho cô đã. Portuguese. Đọc đi con. Portuguese là tiếng Bồ Đào Nha. Nghe bỏ cho cô.
Con xong rồi ạ. Con... Ok, đọc lại cho cô nhé. Portuguese. Portuguese. Rồi, tiếp. Nào, con chọn gì? Science là khoa học không phải rồi, chỉ còn là English. Con chọn là... English. Hai ạ. Rồi, thấy chưa? Nào, cái này con chọn gì? Cái này con chọn 2 ạ. Rồi, math. Math có nghĩa là gì con? Có nghĩa là toán ạ. Rồi, tiếp. Tiếp theo con chọn gì con? Con chọn 2. Science. Đúng rồi, rất tốt. Tiếp theo con chọn gì? Con chọn gì đấy? Anh đi. Con bị lag à? Cô không nghe thấy gì cả. Kiểm tra lại mạng đi chúng mình ơi. Bên này có chọn là con chọn gì? Chọn 2 ạ. Nhìn thấy mấy bạn này mặc áo thời tiền sử chưa? Đó là history, lịch sử. Được chưa nào? Nào đọc cho cô history. Đọc đi con. History lại mặc lác rồi con. Linh ơi. Con ơi, con nghe được chưa? Con ơi. Con ơi, con nghe được cô chưa con? Khánh Linh ơi. Khánh Linh ơi. Rồi ạ. Nào con đọc cho cô nào, history. History. Lịch sử được chưa nào? Khánh Linh thoát ra và giúp cô tập trung vào con.